Hot nhất hiện tại có lẽ là drama giữa bộ ba Khoa Bóp, Johnny Đặng và Vương Phạm. Mọi tình tiết trong câu chuyện đưa cư dân mạng đi hết từ bất ngờ này sang ngạc nhiên nọ. Giờ lướt đến đâu cũng thấy cái tên Khoa Bóp lọt top trending tìm kiếm, không muốn quan tâm cũng khó. Cứ mỗi lần như vậy, những đoạn clip cũ của Khoa Bóp lại được dân mạng đào lại. Như mới đây, video nam YouTuber đi du lịch Tây Bắc và review món xôi của người vùng cao được một tài khoản TikTok đăng tải từ tháng 9 bỗng viral trở lại. Trong clip, Khoa Bóp thấy một cô người dân tộc ngồi bán xôi, bèn tiến lại hỏi thăm. Theo đó, đây là món xôi nấu đặc trưng theo cách của người Nùng. Chỗ xôi sẽ được bọc kỹ trong lớp lá và bên ngoài là nhiều lớp vải để giữ được độ nóng. Hỏi giá mới biết mỗi phần xôi chỉ có giá 10.000 đồng. Xem cảnh người phụ nữ dân tộc múc xôi vào bát mà dân tình ai cũng choáng vì quá nhiều. Chẳng hiểu bán với giá đó thì lời lãi được bao nhiêu. Buồn cười hơn là lúc người phụ nữ bảo màu của xôi là từ hoa cây mà ra. Lúc này nam YouTuber đình đám mới hỏi ngược lại, xôi mà cũng cay nữa hả? Được biết đây không phải lần đầu Khoa Bóp khiến dân tình phì cười vì nét chân chất thật thà và đôi khi có phần hơi ngố của mình mỗi lúc review ăn uống. Vụ ồn ào giữa Khoa Bóp, Johnny Đặng, Vương Phạm vẫn đang được netizen hóng hớt nhiệt tình. Trong diễn biến mới nhất vào trưa 3 tháng 12, Vương Phạm đã làm video giải thích mọi chuyện, khẳng định Khoa Bóp nói đúng, tuyên bố rằng đây là lần đầu tiên và duy nhất nói về chuyện này. Tuy nhiên, netizen chẳng mấy quan tâm đến chuyện đã kết thúc hay chưa mà vẫn đang tập trung thắc mắc mối quan hệ của bộ ba. Họ cho rằng cả ba xuất hiện cạnh nhau với mục đích dựa hơi kéo fan nên bây giờ có tố qua lại cũng không có gì là lạ. Vậy fan của bộ ba giàu có này lớn cỡ nào mà bị nghi như vậy? Đầu tiên phải kể đến Khoa Bóp, hot YouTuber nổi tiếng vì độ chịu chi và chịu chơi. Hiện tại, anh chàng đang sở hữu 4,18 triệu lượt sub và hơn 913 triệu lượt xem tính đến ngày 3 tháng 12. Những con số này đồng nghĩa với việc bất kỳ ai xuất hiện trên kênh của Khoa cũng có thể nhanh chóng nổi tiếng. Thời gian gần đây, nhất là từ sau vụ tố người bạn mới quen lừa đảo, uy hiếp tính mạng, lượng theo dõi trên kênh Khoa Bóp cũng tăng đột biến. Theo thông tin từ Social Play, chỉ trong vòng 5 ngày, từ 29 tháng 11 đến 3 tháng 12, Khoa có thêm 240.000 người theo dõi. Trước đó, sáng 1 tháng 12, khi nam vlogger đăng tiếp clip dài hơn 1 tiếng, kể tận tình đầu đuôi sự việc bị lừa ra sao, đe dọa tính mạng như thế nào và gửi lời cầu cứu từ đất Mỹ, từ khóa Khoa Bóp cũng chạm đỉnh tìm kiếm trên Google Trending tại Việt Nam. Tương tự, số lượng người theo dõi của Vương Phạm cũng tăng lên đáng kể trong năm 2021, nhất là sau khi xuất hiện trên kênh Khoa Bóp. Cụ thể, vào tháng 6 năm 2021, thời điểm Vương được Khoa lăng xê nhiệt tình, số người thường theo dõi Vương Phạm tăng vọt hơn 217.000 người. Từ đó đến nay, số người theo dõi kênh của triệu phú đô la vẫn tăng đều đặn. Trong vụ ồn ào giữa Khoa Bóp và Johnny Đặng, Vương Phạm được ké rất nhiều sự nổi tiếng. Trong 3 ngày, từ 1 đến 3 tháng 12, Vương có thêm 225.000 lượt đăng ký kênh, theo thống kê từ Social Play. Đặc biệt, trong ngày 3 tháng 12, khi triệu phú đô la lên tiếng về anh đá bào, thì đã có thêm 149.000 lượt theo dõi. Theo thông tin trên YouTube, kênh riêng của Johnny Đặng chỉ mới thành lập vào tháng 6 năm 2021, chính là thời điểm mới gặp gỡ Khoa Bóp. Đến hiện tại, tỷ phú Kim Cương có 325.000 người đăng ký kênh và tổng cộng 20,5 triệu lượt xem. Điều đáng chú ý là biến động lượng sub của kênh Johnny Đặng cũng tương ứng với những lần đi chơi cùng Khoa Bóp. Cụ thể là vào tháng 9, sau chuyến đi New York với Khoa Bóp, Johnny Đặng có thêm 130.000 người đăng ký. Tuy nhiên, sau vụ ồn ào gần đây, lượng người theo dõi Johnny lại giảm đáng kể. Theo thống kê từ Social Play, chỉ trong vòng 4 ngày, 30 tháng 11 đến 3 tháng 12, Johnny Đặng mất đi 53.000 người đăng ký. Hiện tại, dân mạng cũng chia làm hai phe rõ rệt. Một bên đứng về phía Khoa và chỉ trích Johnny không thương tiếc. Nhóm còn lại thì khẳng định Johnny Đặng chẳng làm gì sai cả. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cảm thấy tiếc thay cho tình bạn mới nổi này. Âu cũng là do trong quá khứ, họ đã từng cực kỳ thân thiết. Đầu tiên phải nhắc đến khoảnh khắc cả hai lần đầu gặp gỡ ở tư gia của Johnny Đặng. Khoa Bóp không ngần ngại chủ động muốn kết thân với vị tỷ phú kim cương này. Johnny nói ok thôi em, nhưng tiền sợi dây chuyền kim cương của em là 700 triệu đồng Việt Nam. Thân thiết như vậy thì cũng không thể nào bỏ qua những lần đi ăn uống linh đình của cả hai. Cựu bạn thân Johnny Đặng từng dẫn Khoa Bóp đi check-in tứ tung khắp nơi, nhất là những nhà hàng sang trọng ở đất Mỹ. Không chỉ đi mua kim cương, đi ăn, Khoa Bóp và Johnny Đặng còn hồn nhiên chia sẻ cho nhau về những sở thích mong muốn thầm kín của mỗi người. Chẳng hạn như trong một lần cả hai đi ăn sáng chung với nhau, Johnny Đặng đã hỏi Khoa Bóp nếu có 10 triệu đô, Khoa Bóp sẽ làm gì đầu tiên. Khoa Bóp cũng thật thà, cắn vội miếng hamburger rồi trả lời, anh Johnny Đặng, đầu tiên là em xóa kênh YouTube luôn á anh. Tình bạn diệu kỳ của Johnny Đặng còn thể hiện qua độ cuồng Khoa Bóp. Vị tỷ phú kim cương từng tuyên bố Khoa Bóp sang Dubai để trốn Johnny vì sợ ở đây bị dụ mua hột xoàn. Dù có trốn sang tận Dubai, anh cũng sang tận nơi để bắt mua. Ấy thế mà giờ đây, tiền mất, tình tan, drama tưng bừng bốc phốt. Ai nấy đều đang nín thở đón chờ những diễn biến tiếp theo từ bộ ba YouTuber thị phi nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.